Trời ơi, nên lên đây nằm chờ tôi hả? Chờ xíu nha, bà soạn đồ xong cái nha, rồi bà chơi với con. Quần áo, giày, dép, không biết còn thiếu gì không nữa. Gì vậy? Cái gì vậy bà? Trời ơi, còn thiếu con hả? Con muốn đi theo hả? Muốn muốn nằm trong hành lý đi chung ba đúng không? Rồi thôi đi bà, tôi đi công chuyện, không có đi theo được đâu. Đi vô chỗ nằm lại đi. Nhanh đi. Nè, không có theo được. Con vô chỗ nằm lại cho ba ơi. Đi vô chỗ ngủ cho ba soạn đồ coi. Không có được, trời ơi. Đi vô chỗ ngủ nhanh lên. Bước vào ảnh. Đi vào ảnh nằm đi. Trời ơi, nay bày đặt nữa ha. Trời ơi, con cha Phước con nhốt con vậy hay vậy? Đứng dậy coi, đứng dậy qua đây. Đi qua giải cứu, đứng lên. Bất động luôn rồi. Đứng lên con. Đi qua đây, đúng rồi, đứng lên. Cố lên. Qua đây. Đi qua đây con. Đứng lên. Bất động rồi hả? Qua đây. Đó, vậy. Rồi, đi qua chỗ nào đi. Giỏi. Nằm ở đầu qua đây nè. Ok, giỏi quá. Nằm đầu qua kia coi. Nằm đầu xích vô tường á. No, nằm cái đầu xích vô tường. Nằm cái đầu quay vô tường á. Nằm đầu quay vô tường. Nằm đầu quay vô kia kìa. Nằm đầu quay vô đây nè. Trời, có làm biển á. Đi ra đây. Rồi, nằm cái đầu. Trời ơi, gì vậy bà, cái vali của tôi. Nhanh quá, mới đây tới giờ đi nữa rồi. Trời ơi, thiệt tình á. Cái gì vậy bà dẻ? Giờ ba chuẩn bị đi Quy Nhơn nè. Cái gì? Giờ tự nhiên đòi đi theo hả? Muốn đi theo ba hả? Đúng không? Không có được. Ba giờ là ba đi công tác, ba đi làm công chuyện nữa. Cho nên là không có dẫn con theo được. Nè, con ở nhà con ngoan nha. Mày con chưa ăn cơm đúng không? Trời ơi, thiệt luôn á. Ba đi công tác. Nói thiệt, ba đi công tác chứ xí gạt con gì. Nữa, ba nói là ba đi công tác chứ không phải đi chơi, không có tin ba hả? Ba nói thiệt chứ có dốc đâu trời, thiệt. Nè, giờ nằm dạ đúng không? Bây giờ ở nhà ngoan đi rồi về ba mua bánh cho ăn. Hứa, lên đi. Mà con phải ngoan nha, không có bị mắng vốn mới cho nha. Giỏi, ngoan. Thôi ba đi nha. Ra tiễn tôi hả? Ba đi nha con. Nhà ngoan nha. Nghe không? Ở nhà ngoan nha. Nghe không? Ba đi khoảng tuần ba về rồi gặp hai đứa ha. Nha. Nhìn cái coi. Giỏi. Trời ơi. Vô gà. Đang nằm thấy ba đi cái bắt đầu chạy ra đây tiễn đúng không? Còn với em đang ở nhà ngoan nha. Nghe không? Giỏi, thương. Thầy à, hứa nha, ở nhà ngoan nha. Sao mặt buồn hiu vậy? Liên tuần nữa mới về nha.